Và chào đón quý vị đến với livestream của tôi. Hôm nay chỉ dành sứ điệp này dành cho những thanh niên độc thân. Nếu mà quý vị là thanh niên độc thân thì đây là bài giảng dành cho quý vị, những thanh niên tin kính. Nhưng nếu như mà quý vị không phải là thanh niên thì đây không phải là bài giảng dành cho quý vị, bài chia sẻ của tôi không hôm nay là chỉ dành cho những thanh niên. Như khi tôi chia sẻ, tôi xin cho quận chúa. Cha ơi, giờ này con vẫn vừa để xin cho chúa. Vừa lễ đẹp lòng chúa trời, tấm lòng đó vừa lễ đẹp lòng chúa trời là tấm lòng an toàn. Đức chúa trời ơi, Ngài không khinh dễ bao giờ.
Xin Chúa Ngài tha thứ tất cả mọi tội lỗi của con cùng với tất cả ông bà anh chị em chúng con, các bạn thanh niên đang theo dõi và sẽ xem video này. Trong danh của Chúa Giêsu, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con, Ngài tha thứ tội lỗi cho cả anh em con có những điều gì không đẹp lòng Ngài. Cha ơi, Ngài biết Ngài có những tội lỗi nào đó trong đời sống của chúng con không đẹp lòng Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu xin sự tha thứ của Chúa trên con và anh em con. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, tất cả những cái sự cầm buộc, những tội lỗi của sự cầm buộc trên đời sống anh em con, những người nào đang muốn bước ra khỏi những tội lỗi nào đó, những thói quen tội lỗi mà ma quỷ nó kìm kẹp, trong danh của Chúa ngay giờ này ta công bố phá hủy triệt để. Trong danh Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài tha thứ cho anh em con, cho các bạn thanh niên, để chúng con sống đời sống tự do, tin kính và bước theo Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Công bố trong danh Chúa Jesus Christ, quyền lực của sự tâm tối không còn quyền cầm buộc ở trên anh em con nữa, công bố sự tự do. Hallelujah. Khi chúng con ăn năn tội lỗi thì Chúa Ngài tha thứ chúng con và Ngài giúp chúng con được thoát khỏi tất cả mọi tội lỗi, và Ngài cho chúng con sống tự do trong Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Nếu Chúa trời ơi, lòng con đau thương thương hôn, Đức Chúa Trời ơi, lòng con ăn năn thương thiết về những lỗi lầm và về những tội ông, lòng con tin rằng Ngài không khinh dễ bao giờ. Đức Chúa Trời ơi, đời con nay dâng lên Chúa. Nguyên thân
Hãy thánh hóa tâm lòng con, đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. 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 Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi tôi sẽ chia sẻ điều này hôm nay dành cho đặc biệt cho các bạn thanh niên. Cha yêu dấu ơi, giờ này con dâng tất cả những bạn thanh niên sẽ đang theo dõi livestream cũng như là những người sẽ theo dõi livestream này sau, cũng như là những người sẽ theo dõi qua YouTube. Lạy Chúa, con cầu nguyện để xin sứ điệp này được đến với lòng của các bạn thanh niên tin kính. Lạy Chúa, con cầu nguyện để xin Chúa này giúp cho chúng con, để đời sống của chúng con đẹp lòng Ngài và đi đúng đường lối của Chúa. Danh của Chúa Jesus công bố sự khai sáng của Chúa Thánh Linh ngay giờ này đến tâm linh chúng con, để ban chúng con một tâm linh khiêm nhường và một tâm linh mở rộng trước mặt Chúa, để hầu cho chúng con đón nhận những điều tốt nhất từ nơi Ngài. Và Chúa ơi, chúng con khước từ những cái sự cám dỗ, những chương trình của ma quỷ đến trên đời sống của chúng con, những mưu kế của chúng nó. Công bố thanh niên Việt Nam sẽ đắc thắng trong danh Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Ngài cho vụ gặt cuối cùng này. Cha ơi, Ngài trang bị cho những thanh niên chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Xin chào đón quý vị, các bạn thanh niên. Hôm nay là sứ điệp đặc biệt dành cho thanh niên tin kính. Nếu như mà quý vị không còn phải là thanh niên thì sứ điệp này chỉ dành cho thanh niên thôi. Và thanh niên là chỉ có thanh niên tin kính thôi, không phải dành cho tất cả mọi người. Nhân đây thì tôi cũng, nếu như mà các bạn là những người mà thường xuyên theo dõi livestream của tôi, hay là thường theo dõi bài chia sẻ của tôi, thì tôi xin các bạn thứ lỗi cho điều này. Đó là nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào liên quan đến Kinh Thánh thì tôi sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn. Nhưng mà về vấn đề riêng tư hay là bất cứ những cái điều gì đó nó liên quan đến riêng tư thì tôi rất là xin lỗi, vì tôi sẽ không có trả lời những vấn đề riêng tư. Chỉ là ví dụ như quý vị có thắc mắc Kinh Thánh thì tôi sẽ sẵn sàng, hoặc là quý vị có góp ý, giống như hôm nọ có một người bạn góp ý với tôi rất chân tình, tôi rất là cảm ơn điều này. Cảm ơn các bạn. Và hôm nay thì sứ điệp dành cho thanh niên tin kính. Xin chào Lộc. Hello, welcome. Thank you for coming. Và lý do là Chúa, hôm nay khi tôi cầu nguyện thì Chúa thúc giục tôi chia sẻ cái chủ đề này. Đây là cái bài học mà tôi cũng được Chúa dạy dỗ một cách trực tiếp cho đời sống của tôi. Và tôi cũng xin chia sẻ lại cái sứ điệp này cho mọi người, cho các bạn thanh niên, và đặc biệt là những bạn thanh niên tin kính. Nếu như mà quý vị có gia đình rồi thì đây cũng không phải là video dành cho quý vị. Nếu như mà quý vị, nếu mà các bạn là thanh niên mà không tin kính, hay là đời sống của các bạn vẫn còn muốn chiều theo xác thịt, hoặc là muốn bước theo tội lỗi, thì đây cũng không phải là video dành cho quý vị. Xin thông cảm cho tôi, vì Chúa cũng có những cái lựa chọn của Ngài. Tôi cũng có, khi Chúa cảm động tôi thì tôi cũng có những cái sự lựa chọn cho những cái chủ đề nhất định. Có những chủ đề thì dành cho tất cả mọi người, nhưng cũng có những chủ đề chỉ dành cho những thanh niên tin kính mà thôi. Và nếu như các bạn biết một số người nào thanh niên tin kính và các bạn muốn chia sẻ cho họ để hầu cho chương trình của Chúa được thành, thì các bạn cũng hãy giúp tôi chia sẻ cái video này cho những thanh niên tin kính. Và nhưng mà nếu như mà các bạn là những người mà muốn sống đời sống một cách tin kính cho Chúa, nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị và các bạn thanh niên mà còn đang vướng phải những cái tội lỗi nào đó, mà các bạn có thể thấy xấu hổ, các bạn có thể giấu kín, ví dụ như là các bạn bị trói buộc vào, ví dụ như là nghiện phim sex, hay là
những cái tội lỗi giấu kín khác hay là những cái tội khác thì mà các bạn cảm thấy là các bạn xấu hổ hay là hổ thẹn không không dám nói, thì các bạn thấy rằng mình không có dứt ra được, hoặc là các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ mà các bạn không dứt ra được, các bạn bị thao túng hay là các bạn bị chèn ép, các bạn bị người ta lợi dụng các bạn, thì các bạn hãy 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 liên hệ riêng với tôi. Nếu mà là bạn nam thì tôi sẽ chia sẻ, tôi sẽ giới thiệu cho bạn cái người hầu việc Chúa tin kính là nam để giúp đỡ cho các bạn. Thế còn các bạn là nữ thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi có thể giúp đỡ các bạn, cầu nguyện cho các bạn và tư vấn cho các bạn để thêm và cầu thay cho các bạn, để xin Chúa giúp đỡ giải cứu cho các bạn. Rồi, thế còn video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn thanh niên nam nữ còn độc thân, và video này dành riêng cho thanh niên nam nữ độc thân, đó là các bạn phải chúng ta cần phải cẩn trọng về về đời sống tình cảm cá nhân của chúng ta. Và hôm nay thì tôi đặc biệt muốn nhắc tới cái việc đó là chúng ta phải cẩn trọng về cảm xúc của chúng ta. Đây là một cái chủ đề về tình yêu. Khi mà tôi muốn kể các bạn một cái câu chuyện về một người nữ lãnh tướng của Chúa. Đây là một cái bài học cho tôi, vì tôi đã được học cái chính đời sống của tôi đã được học cái bài học này. Là một nữ lãnh tướng của Chúa, nếu như các bạn có thể nghe về người phụ nữ làm phép lạ, đó là Kathleen Kuhlman. Đây là một cái người phụ nữ đầy ơn Chúa, là một người phụ nữ làm phép lạ, và cái trong đầu thế kỷ 20, và các bạn biết rằng là đây là một người đầy dạy sự sức giàu, và trong chức vụ của bà thì người ta ước tính là khoảng 2 triệu phép lạ được thực hành qua cái chức vụ, được làm qua cái chức vụ của Catherine Kuhlman. Đây là một người phụ nữ cực kỳ vĩ đại của Đức Chúa Trời, một người mãn bác quá. Đây là một cái người phụ nữ rất là vĩ đại của Chúa. Và cái người phụ nữ này thì đầy dẫy năng quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng có một điều mà người phụ nữ này đã vướng phải, đó chính là cảm xúc, đó chính là sự sai lạc về cảm xúc, về phần hồn. Vậy cho nên rằng là có một cái câu nói rằng là nếu như mà cảm xúc á, mà nó không được đặt đúng chỗ thì nó sẽ hủy diệt cuộc đời và sự kêu gọi ở trên đời sống của một người. Thì tôi đã nói với quý vị rằng Catherine Kuhlman là một người phụ nữ rất là đầy ơn Chúa. Khi về nghe về chức vụ của bà thì cái cuốn sách mà tôi rất là thích trong cái những cái cuốn về các lãnh tướng của Đức Chúa Trời, thì có cuốn về cả cái cuốn về người phụ nữ làm phép lạ. Thì đời sống của Catherine Kuhlman đầy dẫy sự sức giàu và sự hy sinh cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà đến một cái thời điểm khi mà đây là một cái sự sai lầm ở trong đời sống của Kathleen Kuhlman. Nhưng mà tôi nói ở đây không phải là để chê trách tôi tớ của Chúa, nhưng mà đây là một cái bài học để dành cho những người nam, người nữ còn độc thân tin kính Chúa. Chúng ta tỉnh thức đời sống của chúng ta, rằng là một người phụ nữ đầy ơn của Đức Chúa Trời, đầy dẫy lửa của Chúa, làm khoảng 2 triệu những phép lạ qua đời sống của bà, đầy dẫy sự sức giàu, những xe lăn được được mang đến, những người được ngồi xe lăn được, ôi vô số có những phép lạ được Đức Trời làm qua tôi tớ của Chúa. Tuy nhiên rằng là sau khi mà ma quỷ nó, tôi tin rằng là ma quỷ nó sử dụng cái người đàn ông này, một cái người mà được nói là truyền đạo, một người nói rằng là rất là đẹp trai, rất là đẹp trai, và đến với bà, và cái người này thì nói là mình là một cái người diễn giả, và ông nói rằng là ông đã bị vợ bỏ khi mà học về cuộc đời của ông. Nhưng tuy nhiên là khi học về cuộc đời của ông thì ông không phải là một người mà ông nói rằng ông bị vợ bỏ, nhưng thực chất ra thì có thể là không phải, và ông có thể là cái người bỏ vợ. Và Kathleen Kuhlman thì rất yêu cái người diễn giả này, một nữ tôi tớ, một người vĩ đại của Đức Chúa Trời.
là một người vâng lời Chúa trong mọi việc. Nhưng mà bà không thể chiến thắng nổi cái cảm xúc của mình. Bà đã say lạc. Ngay trong đám cưới của bà thì bà bị ngất xỉu. Bà bị ngất xỉu quý vị ơi. Bà biết là bà sai lầm, bà bị ngất xỉu ngay trong khi đám cưới, bà không thể nói yes. Bà không thể nói rằng là vâng tôi đồng ý để kết hôn với anh chàng diễn giả này, với cái người diễn giả này, tôi không muốn nhắc tên của anh. Và bà đã bị ngất xỉu ngay ngay tại khi mà bà cưới. Và sau khi mà bà chạy đến, tôi nghe kể lại về cuộc đời như bà, là khi mà bà đã chạy đến cái lắc quá hả, mạng lắc hả, bây giờ thì không biết làm sao hết thông cảm, là khi mà bà chạy đến cái phòng khách sạn thì bà gõ cửa một cái người bạn rằng là tôi đã làm điều sai rồi, tôi đã không biết là bây giờ làm thế nào, tôi đã sai trật rồi, có nghĩa rằng cái hôn nhân này đã sai. Nhưng mà không thay đổi được, lúc đấy bây giờ thì đã cưới rồi và chuẩn bị, cái người chồng đã chuẩn bị rước để đi tuần trăng mật. Và từ đó Catherine Kuhlman đã sống trong những ngày sai lầm và buồn khổ. Bà đã không được giảng Thiên Lành nữa, bà phải ngồi phía sau để cho chồng giảng, và chồng một thời gian ngắn sau khi cưới là chồng không cho bà giảng Thiên Lành. Đây là một người phụ nữ quyền năng của Chúa và làm phép lạ, rất nhiều phép lạ. Và quý vị thấy rằng là sau đó thì suốt những cái thời gian đó, hình như là 7 hoặc là 10 năm bà phải sống ở trong cái cảnh như vậy. Bà phải sống ở trong cái cảnh đó là bà không được hầu việc Chúa nữa. Bởi vì bà đã lấy sai người. Một cái người có một cái vẻ ngoài đạo mạo nhưng mà không có một cái đời sống tin kính. Và sau đó thì tôi nhớ không nhầm là tôi nghe là ông đã ngoại tình và bà đã quyết định, bà đã ly hôn. Quyết định ly hôn và bà, ông là người ly hôn bà chứ không phải bà là người ly hôn. Và khi mà nói về cái, khi mà bà giảng thì tôi nghe bà nói rằng là ở tại cái thành phố Los Angeles á, ở tại cái nơi đó, bà vẫn còn nhớ cái chỗ mà bà đặt chân tới, cái giờ phút, cái giờ và cái phút và cái địa điểm mà bà đặt chân tới ở cái thành phố đó, là Los Angeles đó. Và bà nói rằng là Catherine Kuhlman đã chết rồi. Chúa ơi, bây giờ con không có cái gì khác nữa. Con chỉ có một mình con thôi, dành cho Ngài thôi. Con không có gì khác. Bây giờ Catherine Kuhlman đã chết rồi. Và từ đó thì cái hôn nhân của bà bị tan vỡ. Chức vụ của bà hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ và bà rất đau đớn. Một cái người phụ nữ quyền năng của Đức Chúa Trời, một cái người làm theo Đức Thánh Linh, một cái người làm phép lạ. Nhưng mà bà đã không chiến thắng cái cảm xúc của bà. Bà không chiến thắng nổi và bà đã không làm theo lời của Chúa. Cho nên rằng là cuối cuộc đời của bà thì là một cái, những cái sự tổn thương, những ngày của những sự khóc lóc, những ngày của những sự đau đớn. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì sau này có những cái đợt khi mà bà ấy đi truyền giảng ấy, thì có những mục sư biết là bà ấy là cái người phụ nữ đã ly hôn rồi và họ đã không cho bà giảng trong cái giờ cuối cùng. Bà rất đau đớn về những cái danh tiếng của bà ấy hoàn toàn bị sụp đổ chỉ vì một người đàn ông. Và dĩ nhiên sau đó thì có một cái hội thánh ở tại Pennsylvania đó, và một hội thánh nhỏ, tôi nghe nói rằng họ đã tiếp nhận bà và ôm ấp bà làm mục sư của họ và ở với họ, hầu việc Chúa với họ, và chức vụ của bà được khôi phục. Những năm sau này chức vụ của bà lại được khôi phục trở lại, nhưng mà mãi rất là lâu sau. Thì cái điều này, đây là một cái lời cảnh tỉnh cho tôi với lại các bạn Lộc ạ. Đây là một cái lời cảnh tỉnh cho những người hầu việc Chúa, những người yêu mến Ngài, những thanh niên tin kính của Đức Chúa Trời, những người nam, người nữ của Ngài. Và cái sứ điệp này là dành cho những người nam, người nữ còn độc thân. Tôi nhắc lại là còn độc thân. Rằng là các bạn có được những cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Có thể là những người nữ các bạn được kêu gọi để đứng sau những người nam tin kính, những người nam của Đức Chúa Trời, để giúp đỡ họ, để đồng công với họ, để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, là những người nữ
Hầu hết những người nữ tin kính của Đức Chúa Trời đã có chương trình cho Ngài để đứng sau những cái người nam vĩ đại của Đức Chúa Trời, cho công việc lớn lao cho Ngài, của Ngài, làm vinh hiển danh của Ngài. Và những cái người nam tin kính của Đức Chúa Trời, hầu hết quý vị đều được sắm Đức Chúa Trời sắm sẵn, tất cả quý vị đều được Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những người nữ tin kính Đức Chúa Trời để hỗ trợ quý vị, để khiến cho vinh hiển danh của Chúa. Bởi vì mục đích của hôn nhân đó là làm vinh hiển danh của Chúa. Chúa đã sắm sẵn cho các bạn những người nam của Chúa, những người phụ nữ tin kính, và Chúa đã sắm sẵn cho các bạn những người nữ của Chúa, những người nam tin kính. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại bài học của Kathleen Coleman, và chúng ta hãy xác định lại, chúng ta hãy cẩn trọng lại rằng là cái cảm xúc của chúng ta nếu như không đặt đúng nơi, không đặt đúng người mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta, thì nó sẽ hủy diệt cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ hủy phá. Cho nên rằng là các bạn và tôi á, chúng ta rất yếu đuối. Các bạn thấy một cái người phụ nữ làm phép lạ như thế này, 2 triệu phép lạ qua đời sống của bạn. Nếu các bạn nhìn, các bạn xem ở trên YouTube những phép lạ mà bà làm, thì xe lăn người ta quẳng đi và người tiếng kêu cách 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 về những cái nạn, những người được chữa lành. Thậm chí bà không nói gì, chỉ có hát ngợi khen thờ phượng Chúa thôi, thì Chúa đã chữa lành những cái buổi nhóm rất là tuyệt vời như vậy. Vậy thì các bạn thấy rằng là những người nam, người nữ độc thân và tin kính, các bạn phải biết rằng là ma quỷ nó thèm các bạn lắm. Nó luôn luôn sử dụng những người nam và những người nữ không tin kính. Những người nam và những người nữ không phải là con cái của Ngài, là những người không tin Chúa, thậm chí là những người tin Chúa nhưng mà có đời sống không tin kính, để kéo các bạn ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời. Và tôi đã chứng kiến vô số người đã ở trong trường hợp này. Tôi đã chứng kiến vô số những cái cặp mà các bạn thanh niên nam và nữ của Đức Chúa Trời có sự kêu gọi của Chúa, là những người tin kính Chúa, nhưng mà họ đã không thắng nổi cảm xúc. Họ đã không thắng nổi giống như Kathleen Coleman. Họ đã không thắng nổi cảm xúc và họ đã bị sa ngã. Họ đã bị sa vào cái mối tình đó, và cuối cùng họ đi đến cái kết hôn. Và cuộc đời của họ bị hủy hoại. Thậm chí có những người đã trả giá bằng chính mạng sống của cái người con, hoặc những người phụ nữ, hoặc là rất là những nặng nề. Nếu như có những người phạm tội, quý vị thấy rằng là rất là nguy hiểm. Các bạn thấy, các bạn thanh niên thấy rằng là Chúa muốn điều tốt nhất cho các bạn. Chúa muốn một hôn nhân thánh, Chúa muốn sử dụng các bạn, những người nữ của Đức Chúa Trời và những người nam của Đức Chúa Trời tin kính cho công việc của Ngài, cho mục đích lớn lao của Ngài, cho những gia đình tin kính để làm vinh hiển danh của Ngài trong những thời kỳ cuối cùng này. Các bạn sẽ được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng lớn lao, bởi vì đây là thời điểm cho vụ gặt cuối cùng. Là vụ gặt mà Đức Chúa Trời cần những cặp đôi, cần những người nam, người nữ tin kính, cần những gia đình tin kính. Nhưng mà tôi biết rằng là cái giai đoạn của thanh niên này là cái giai đoạn mà các bạn phải tranh chiến nhiều nhất. Bởi vì đôi khi các bạn rất là khó, không xác định được đâu là cái người chồng, cái người vợ mà Chúa chọn cho mình. Cho nên rằng là khi mà các bạn bị mung lung, các bạn không có trong sự cầu nguyện, thì các bạn rất dễ bị cám dỗ và yêu những cái người không phải ý muốn của Đức Chúa Trời. Và các bạn thấy không, nếu như mà một tôi tớ của Chúa đầy dẫy sự sức giàu của Chúa, đầy dẫy ơn của Chúa như Kathleen Coleman, mà còn bị lầm lạc ở trong lĩnh vực này, thì chúng ta cần phải tỉnh thức đời sống của chúng ta biết bao nhiêu. Chúng ta không được để cho đời sống của chúng ta chiều theo cảm xúc. Nếu chúng ta để chiều theo cảm xúc á, thì nó sẽ hủy diệt đời sống của chúng ta. Bởi vì cảm xúc á, nó thuộc về phần hồn. Mà Đức Chúa Trời Ngài không kêu gọi chúng ta sống ở bởi hồn. Chúng ta biết đời sống của thân thể của chúng ta cùng 3 phần, thân và hồn linh. Cái người mà Đức Chúa Trời chọn cho các bạn đó là cái người mà từ sâu thẳm trong tâm linh của các bạn biết đó là người từ Đức Chúa Trời đến. Đó là người Chúa chọn cho mình, và các bạn biết tâm linh của người đó, kết nối tâm linh của các bạn, và các bạn biết rằng đó là một người tin kính. Tin kính bởi lối sống của người đó. Tin kính bởi mỗi một ngày người đó trung tín đọc kinh thánh. Người đó sẽ đưa bạn đến gần với Chúa. Và có một cái đặc điểm mà các bạn có thể nhận, các bạn nam và bạn nữ tin kính của Chúa có thể nhận ra này. Bất cứ cái mối quan hệ nào mà đưa các bạn gần đến với Chúa hơn, mỗi ngày 2 bạn gần đến với Chúa. Bởi vì chắc chắn khi mà Chúa lựa chọn thì Chúa sẽ khiến cho 2 người
Chúa sẽ xử lý hai người để khiến cho hai người gần với Chúa hơn. Và nếu như mà cái mối quan hệ của các bạn đưa các bạn gần với Chúa hơn á, thì các bạn biết rằng đó rất là phần trăm rất là cao là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngoài ra cũng có một số những cái yếu tố nhỏ khác nữa, nhưng mà đây là một cái đặc điểm đầu tiên các bạn có thể nhận được. Nhưng nếu như cái mối quan hệ của các bạn mà khiến cho các bạn, mối quan hệ của bạn với cái người kia mà khiến cho bạn xa hơn với Đức Chúa Trời, thì bạn biết rằng là ma quỷ nó đang sử dụng cái người đó để lôi kéo bạn ra khỏi chương trình của Chúa. Hoặc là chính xác thì của các bạn ham muốn, nhưng mà ma quỷ nó cũng biết điểm yếu của các bạn. Tôi tớ của Chúa Catherine Kuhlman là một người hết sức đầy ơn của Chúa. Nhưng mà bà đã không vâng lời Chúa về cái phương diện cảm xúc này. Bà đã không giao cái cảm xúc của bà cho Chúa. Bởi vì trong cái bài của bà tôi nghe bà chia sẻ, bà nói rằng là bà yêu ông hơn cả chính mạng sống của bà. Có nghĩa là bà chiều theo phần hồn, chiều theo cảm xúc. Bà vâng phục Chúa trong tâm linh, nhưng mà về cảm xúc bà cũng không vâng phục Chúa. Cho nên rằng là xin Chúa Ngài giúp cho các bạn thanh niên, tôi với các bạn là những người độc thân, chúng ta cần phải cam kết với Chúa là: Chúa ơi, không những con chỉ vâng lời Chúa về tâm linh, nhưng mà phần hồn của con cũng phải đầu phục Đức Chúa Trời và lời của Chúa. Chúa muốn hồn của chúng ta đầu phục Ngài. Những bạn thanh niên, nam nữ còn độc thân, phải hồn của chúng ta, cảm xúc của chúng ta cũng phải được để Chúa điều khiển. Đôi khi chúng ta, khi mà chúng ta đang vướng vào một cái mối quan hệ, chúng ta không nhận biết được đâu. Chúng ta tưởng đó là yêu, chúng ta thấy có cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Chúng ta tưởng đó là yêu, nhưng mà đó thực ra chỉ là phần hồn thôi. Hay còn nói khác là nó chỉ là xác thịt thôi, nó chỉ là cảm xúc thôi. Nó không phải tất cả. Nếu như tâm linh của các bạn mà Chúa nói no, tâm linh của các bạn Chúa báo hiệu là không phải đâu con. Và các bạn thấy rằng khi mà qua cái thời gian quen người này, thì các bạn thấy càng ngày các bạn càng xa dần với Chúa hơn. Mỗi ngày xa dần với Chúa một chút xíu. Không thấy hai người gần Chúa hơn mà càng thấy thì người đó kéo mình xa với Chúa hơn. Thì các bạn biết rằng là đấy là dấu hiệu cho thấy rằng Satan nó đang sử dụng cái người kia, dẫu rằng gọi là cơ đốc nhân, để kéo các bạn xa gần, xa khỏi Chúa. Để các bạn bị đánh mất những cái ơn phước mà Đức Chúa Trời dành cho các bạn. Bởi vì hôn nhân tin kính là hôn nhân mang đến sự phước hạnh, mang đến cái vinh hiển danh của Chúa. Cho nên là đừng bao giờ để cho tâm linh, đừng bao giờ để cho cảm xúc của các bạn dẫn dắt các bạn. Hãy cầu nguyện Chúa một cách kỹ càng. Và các cái bước của cái tình yêu trong 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 Chúa đó là gì? Trước tiên đó là tâm linh, sau đó là friendship, là bạn, tình bạn. Sau đó khi mà engage rồi, sau khi mà đính hôn rồi thì bắt đầu mới trao cảm xúc một cách sâu sắc. Sau khi đính hôn nha các bạn, chứ không phải là trước đính hôn. Và cuối cùng trong hôn nhân mới là thể xác, có nghĩa là mới là quan hệ. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thanh niên, nam nữ đã đi ngược lại điều này. Đã đi ngược điều này. Và chính vì thế cho nên nó hủy phá vô số đời sống, tàn phá vô số đời sống của thanh niên tin kính của Chúa. Cho nên nếu như các bạn là những người thanh niên của Chúa, là những người thanh niên tin kính, thì các bạn cần phải vâng phục điều này. Các bạn cần phải vâng phục các bước này. Thứ nhất đó là phải tâm linh trước đó. Các bạn phải nhìn biết rằng cái người kia có yêu mến Chúa hay không. Cái người đó liệu có mang bạn gần với Chúa hơn hay là mang bạn xa với Chúa. Bạn phải xác định được cái điều đầu tiên. Tại vì chúng ta rất là dễ, khi mà chúng ta quen một người, chúng ta rất dễ nhận biết được điều này. Rất dễ nhận biết rằng người đó có yêu mến Chúa thật hay không. Và nếu như người đó đã không yêu mến Chúa rồi thì cho các bạn quyết ngay, các bạn phải dừng lại ngay. Bởi vì các bạn là những người được kêu gọi, là những người yêu kính Chúa. Các bạn không thể nào các bạn đi sâu hơn vào nữa. Và bởi vì nếu các bạn đi sâu hơn vào thì các bạn sẽ bị buộc vào hồn, nó gọi là cái sự trói buộc về hồn không tin kính. Nó sẽ khiến trói buộc cái hồn của các bạn với hồn của người đó, và các bạn rất khó để rút ra. Cho nên ngay từ bước đầu các bạn phải tôn trọng cái nguyên tắc này. Nhưng mà nếu như mà các bạn lỡ mà các bạn đã bị vào sâu mối quan hệ đó rồi, đã bị trói buộc về hồn, các bạn phải công bố Chúa, cắt đứt trong danh Chúa Giêsu. Con biết người này không phải là người Chúa muốn cho con. Con biết người này không phải là người tin kính. Xin Chúa Ngài tha thứ cho con và Ngài giúp cho con kết thúc. Bởi vì khi mà bạn kết thúc thì có thể là bạn cũng phải chịu cô đơn trong một thời gian ngắn để các bạn được recover, các bạn được chữa lành. Nhưng mà các bạn đừng lo, Chúa có chương trình tốt cho các bạn. Các bạn đừng lo, Chúa không bao giờ Chúa bỏ rơi con cái tin kính của Ngài. Các bạn đã được định trong một hôn nhân thánh khiết tin kính rồi.
Đấy, cho nên rằng là đầu tiên là các bạn thấy rằng là thuộc linh. Nếu như các bạn trao đổi với họ, các bạn thấy rằng đời sống của họ yêu kính Chúa, thì các bạn bắt đầu các bạn có thể đi tìm bước kế tiếp, đó là các bạn friendship, là bạn thân, là bạn bè. Các bạn có thể có trao đổi với nhau về bạn bè, có thể là nhắn tin qua lại, các bạn có thể là hẹn gặp nhau cà phê hay là gì đó ở những cái nơi công cộng. Chưa trao cảm xúc nha các bạn, chưa trao cảm xúc. Và nếu như các bạn đi đúng thì các bạn, nếu như các bạn đi đúng thì các bạn đã không bị vấp ngã. Các bạn ngay từ cái bước đầu tiên này các bạn làm đúng thì các bạn sẽ không có bị vấp ngã. Nhưng nếu các bạn đầu tiên các bạn đã không làm đúng rồi thì các bạn rất là dễ các bạn sa vào những cái sau. Ví dụ như là các bạn dễ trao cảm xúc, mà cái cảm xúc ấy là chỉ trao sau khi mà engage. Dĩ nhiên rằng là khi mà chúng ta thích thì dĩ nhiên nó cũng có một chút thích, nhưng mà chúng ta cần phải dùng lý trí của chúng ta. Dĩ nhiên là phải có sự thu hút, phải có thích nhau thì các bạn mới có thể quen nhau được, chứ không không thích thì các bạn sẽ rất khó quen. Nhưng mà khi mà các bạn thấy rằng là cái người đó không tin kính rồi thì các bạn nên dừng lại ngay. Người đó không đưa mình đến gần Chúa, người đó có đời sống không tin kính, người đó không không phải là một cái người làm gương, đời sống của người đó không có gần gũi Chúa, mà mình thấy rằng người này là một cái người có đời sống luông tuồng, không yêu kính Chúa, thì các bạn biết rằng là đấy là cái dấu hiệu các bạn phải tránh xa ngay luôn. Các bạn đừng có đi thêm sâu vào. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết được thì chúng ta có thể là kết bạn một thời gian ngắn và nó sẽ lộ ra hết. Chúng ta đừng, các bạn đừng vội, các bạn cứ làm bạn trước đã. Bởi vì khi mà làm bạn bè thì mọi thứ về đời sống người đó nó sẽ bị bộc lộ ra, và các bạn sẽ biết con người thật của người đó, sinh hoạt người đó thế nào, đời sống thuộc linh người đó có yêu kính Chúa hay không, người đó có đi nhóm trung tín hay không, người đó có dâng hiến hay không, người đó có phục vụ Chúa hay không, người đó có muốn là tham gia góp phần phục vụ Chúa vào cái công tác, bất cứ công tác nào không, hay là người đó chỉ muốn ham chơi thôi, dành thời gian chỉ lâu lâu đi nhóm thôi, còn không thì không yêu mến Chúa gì cả. Thì cái đấy là các bạn sẽ nhận biết được trong cái thời gian friendship, làm bạn. Cho nên cái thời gian làm bạn vẫn rất là quan trọng. Rất là quan trọng để các bạn biết được người đó có tin kính hay không. Những người nam và người nữ tin kính của Đức Chúa Trời là những người sẽ nhận ra điều này, và các bạn đừng thỏa hiệp. Nếu các bạn thấy những người đó không tin kính trong đời sống cá nhân của họ, họ luông tuồng, họ không yêu mến Chúa, họ không có sống cho muốn phục vụ Chúa, không muốn làm điều này điều kia để làm vinh hiển danh Chúa, thì các bạn nên dừng ngay. Nếu ở đây các bạn chưa biết thì ở cái giai đoạn thứ hai này các bạn nên dừng ngay đi. Dừng ngay. Bởi vì Chúa không dành cho các bạn một cái người không tin kính đâu. Những người nam, người nữ tin kính của Đức Chúa Trời, Chúa dành cho những người đó, những người tin kính. Chắc chắn luôn. Chúa không bao giờ đi làm cái điều gì tồi tệ cho những người tin kính Ngài cả. Bởi vì đó là phần thưởng cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va. Và nếu như mà sau đó khi mà các bạn làm bạn rồi, các bạn thấy rằng là qua một cái thời gian các bạn thấy rằng đây là cái người tin kính Chúa, đây là cái người có đời sống kỷ luật thuộc linh, đây là một cái người mà chịu cầu nguyện, chịu đọc kinh thánh, muốn tham gia góp phần công việc Chúa, bởi vì bạn là những người tin kính, chắc chắn bạn sẽ muốn tham gia công việc Chúa, bạn sẽ muốn làm cái gì đó để làm vinh hiển danh Chúa, bạn sẽ luôn luôn cái thôi thúc ở trong lòng của các bạn, bởi vì các bạn được kêu gọi. Thế cho nên là cái người đó phải có cùng một cái niềm đam mê giống như các bạn. Và khi mà có cùng niềm đam mê rồi, có cùng những cái ao ước khao khát của Chúa rồi, và bạn thấy rằng là cái người đó là một cái người mà có cái phẩm chất tốt rồi, có một cái đời sống tin kính, thì các bạn mới tiếp tục, các bạn đi sâu hơn và đến cái bước là các bạn hẹn hò. Và sau đó thì khi mà hẹn hò rồi, sau khi mà hẹn hò nhưng mà chúng ta cũng không có mở hết cảm xúc của chúng ta, mở cảm xúc chúng ta chỉ giữ cảm xúc ở một cái mức nhất định thôi, bởi vì hẹn hò cũng chưa nói lên cái việc gì cả. Các bạn vẫn còn phải cầu nguyện rất là nhiều trong cái chặng đường này để các bạn nhận biết rằng đó có phải là người Chúa cho chọn cho bạn hay không. Sau khi mà các bạn cầu nguyện rồi, các bạn hẹn hò không có nghĩa rằng là ôm ấp hôn hít, đấy là hẹn hò, không phải. Hẹn hò có nghĩa rằng là các bạn ở trong giai đoạn giống như sâu hơn friendship một tí, sâu hơn cái tình bạn một tí, là các bạn tìm hiểu sâu về cái người đó hơn một chút xíu. Các bạn tìm hiểu về gia đình người đó hơn, các bạn tìm hiểu về các mối quan hệ của người đó, các bạn tìm hiểu về cách sống, công việc người đó có chăm chỉ hay không, hay là lười biếng. Người đó có phải là người chân thật hay không? Các bạn sẽ quan sát được hay là người dối trá. Trong cái thời gian này các bạn sẽ cầu nguyện. Và nếu như mà tiếng chuông ở trong lòng của các bạn mà liên tục réo lên rằng là không phải,
Tại vì thánh linh của Chúa ngự ở trong tâm linh của các bạn. Cái điều gì không đến từ Chúa thì thánh linh của Chúa sẽ rút đi. Và bạn sẽ thấy cảm thấy nó có một cái sự bất an. Nó cái gì đó nó bối rối trong lòng, nó không yên lòng, nó không phải là cái gì đó bình an sâu sắc. Thì có thể các bạn là những cơ đốc nhân mới á, đôi khi các bạn chưa nhận biết được điều này, nhưng mà nếu như các bạn cầu nguyện, các bạn tin kính, các bạn cầu nguyện sâu với Chúa thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không có cái sự bình an sâu sắc ở trong lòng. Mà Chúa đã rút ra khỏi cái điều này cho nên nó có bất an lắm. Mình cảm thấy cái người này nó không có đúng. Người này nó không có, có thể là người này cũng có đời sống yêu mến Chúa một chút nhưng người này không có đúng. Thì các bạn sẽ thấy rằng không có sự bình an thì các bạn cũng nên dừng lại. Bởi vì sự bình an của Chúa, nếu như người của Chúa đến thì cái sự bình an của Chúa sẽ đến ở trong lòng các bạn. Nếu như đó là người nam và người nữ của bà, của Chúa, thì đó là sẽ có sự bình an tràn ngập trong lòng các bạn. Và sâu sắc ở trong lòng của các bạn có bình an. Nhưng mà nếu mà các bạn không thấy bình an, các bạn thấy Chúa không ở trong cái chuyện này. Bởi vì nếu điều gì không đến từ Chúa thì Chúa không support, Chúa không có ngự ở trong cái chuyện đó. Chúa sẽ cố gắng, Chúa cảnh báo chúng ta rằng là con ơi không đúng đâu. Nhưng nếu như chúng ta không nhận biết cái sự kêu gọi của Đức Thánh Linh, cái sự cảnh báo của Đức Thánh Linh mà chúng ta cứ cố tình đi theo cảm xúc của mình, thì các bạn thấy rằng cái hệ quả của nó là hủy diệt đời sống của chúng ta. Bởi vì chăm theo xác thịt thì chỉ sinh ra sự chết thôi và sự hư nát. Tôi thấy rằng là, thì đấy các bạn thấy tôi kể về cuộc đời của bà Kathleen Kuhlman và rất nhiều những người khác tôi đã chứng kiến. Họ đã chăm theo xác thịt, họ đã đi theo cảm xúc của họ. Xác thịt đó là cái ham muốn về phần hồn của họ, không phải là tâm linh, không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì nó sinh ra sự hư nát, thì nó đổ vỡ, thì nó tan tành, thì nó sinh ra sự chết. Và đổ vỡ về những sự kêu gọi chức vụ của Đức Chúa Trời dành cho cái đời sống của các bạn. Bởi vì các bạn nam và bạn nữ tin kính của Chúa thì phần lớn các bạn đều là những người tin kính rồi, là Chúa đã kêu gọi các bạn rồi, Chúa đã định sẵn cho các bạn làm những cái công việc nào đó nhất định rồi. Chúa đã, có thể bây giờ các bạn chưa rõ về chức vụ của các bạn, về sự kêu gọi của các bạn, nhưng mà có thể là khi sau khi mà các bạn kết hôn với chồng của các bạn thì Chúa sẽ bày tỏ cho các bạn rõ hơn là cái, ví dụ như các bạn support, các bạn giúp đỡ chồng, hoặc là những cái người chồng thì là những cái người nam thì có thể bây giờ các bạn chưa rõ, nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ cho các bạn. Chúa sẽ bày tỏ cho các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là sự kêu gọi của Chúa, có thể bây giờ các bạn chưa rõ, nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ qua năm tháng các bạn trung tín bước đi với Chúa một cách rõ ràng hơn. Vậy thì nếu như mà chúng ta thấy cái hồi chuông của Chúa gióng lên là không phải người này đâu con, tâm linh của chúng ta Chúa không hỗ trợ, không có sự bình an ấy, thì chúng ta cần phải kết thúc ngay. Nếu như mà các bạn đã sai lầm, các bạn đã để sâu thai, các bạn đã để có những cái ràng buộc về hồn, các bạn đã đi sâu vào cảm xúc rồi, các bạn phải cầu nguyện Chúa ăn năn và cắt đứt. Bởi vì cái cảm xúc này nếu như các bạn không cắt đứt và các bạn không ăn năn, không làm theo ý muốn của Chúa, không vâng theo tâm linh của mình, thì chính nó sẽ buộc các bạn với người đó và sẽ đi đến những cái bước xa hơn. Có thể là phạm tội lỗi, có thể là phạm tội, có thể là bước đi đến cái bước mà phạm tội về dục vọng. Và đó là một cái tội lỗi rất là nó là một cái tội lỗi, nó là một cái tội rất trọng. Mà Chúa nói rằng là thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa, ai phá hủy thân thể này, làm ô uế nó thì Chúa cũng sẽ phá hủy người đó. Dĩ nhiên Chúa vẫn có thể tha thứ, nhưng mà nó là một cái tội trọng. Và các bạn sẽ bị mất những cái gì mà chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của các bạn. Các bạn không có một cái lời chứng nào tốt lành về đời sống của các bạn, cho nên là các bạn rất là khó để có thể tiếp tục chức vụ và làm chức vụ được. Những người mà tin kính Chúa rất là khó để làm chức vụ được. Tôi đã biết một số người sau khi mà họ phạm tội những cái tội ngoại tình, họ rất là khó để vực dậy chức vụ, họ không có cái sự tự tin. Bởi vì ma quỷ nó kiện cáo họ. Đôi khi có những lúc Chúa tha thứ rồi, nhưng mà rất là khó để có thể vực dậy được. Thật sự là như vậy, thật sự là khó khăn để có thể chữa lành được. Cho nên rằng nếu như mà các bạn thấy rằng là đây là một cái người của Đức Chúa Trời, và sau engage, sau khi mà người đó đã đính hôn rồi, các bạn mới trao cảm xúc sâu sắc. Bởi vì nếu như mà các bạn làm trước đó thì điều đó là nó không tốt và nó cũng không đúng nữa. Bởi vì nếu như các bạn bị break á, các bạn không phải thuộc về nhau, các bạn không phải chương trình của Chúa cho nhau, mà Chúa làm cho điều đó nó tan vỡ thì sao? Thì các bạn sẽ tổn thương rất sâu sắc. Các bạn sẽ tổn thương, các bạn sẽ xấu hổ, bởi vì các bạn đã đi quá xa rồi.
là tôi chưa nói đến những cái vấn đề khác, ví dụ như là ôm hôn thế này thế kia, cái điều đó là cái điều không nên ở trong Cơ đốc giáo. Tôi khuyên là không nên, những người nam, những người đi tin kính của Chúa chúng ta nên giữ giữ cho đến thời điểm mà chúng ta thấy rằng là có thể là sau engage, sau cái khi mà chúng ta đính hôn với nhau. Và dĩ nhiên ở đây tôi chỉ nói là vấn đề ví dụ như là có thể là một nụ hôn sau khi engage, tôi nghĩ rằng nó cũng không có là cái gì to tát, nhưng có những người người ta cũng không làm cái chuyện đó đâu, cũng không hôn không ôm cho đến khi mà người ta sau cho đến khi mà đính sau cho đến khi mà kết hôn. Sau kết hôn có nghĩa là sau đám cưới, bởi vì cũng có những người mà ngay khi mà họ kết hôn rồi, xin lỗi, đính hôn rồi, họ cũng break, cũng đổ vỡ. Tôi thấy quá chừng những cặp đổ vỡ sau khi đính hôn, bởi vì không đúng ý muốn của Chúa cho nên Chúa làm cho nó tan tành, hoặc là bởi vì họ đã phạm tội cho nên là ma quỷ nó cũng xen vào cái chuyện đó và làm tan tành cái mối quan hệ đó. Thì cái sự tổn thương rất là sâu sắc, bởi vì họ đã đi quá sâu vào cảm xúc, cho nên rằng là cái cảm xúc và cái sự lãng mạn á, nó chỉ dành cho hôn nhân mà thôi, nó không phải dành cho cái lúc hẹn hò các bạn ạ. Nó không phải dành cho cái lúc hẹn hò, ngay kể cả sau khi mà các bạn engage rồi, sau khi các bạn đính hôn rồi, cái điều đó cũng không nên nữa. Nó chỉ dành cho hôn nhân mà thôi. Lãng mạn là chỉ dành cho hôn nhân thôi. Nếu mà trong tình yêu mà lãng mạn nó là tạo, tôi nhớ mục sư Gary Chapman trong cái cuốn Sẵn sàng chống lối nói rằng là nó là một cái lỗ hổng, đúng thật. Nếu như người đó không phải là cái người mà Chúa dành cho bạn thì sao? Đúng không ạ? Nếu như mà cái người đó là không phải là cái người Chúa dành cho bạn, cái người đó là một cái người nam, người nữ, là con cái của Chúa dành cho một cái người khác nữa, thì có phải bạn làm điều đó là hại cho người kia không? Nếu mà cái người nam tin kính Chúa thì cần phải biết điều này. Các bạn cần phải có giới hạn. Các bạn cần phải kính sợ Chúa trong cái chuyện này nữa. Đó là lỡ như cái người này không phải là cái người Chúa chọn cho mình. Có thể cảm xúc các bạn nói rằng là ừ đây đúng, nhưng mà Chúa nói đúng chưa? Mà các bạn đã vội vã, các bạn đã có những cái tiếp xúc quá đáng về những thân thể, rồi về hôn, rồi về các thứ, thì đó là một cái lối sống không tin kính. Đó là thể hiện là các bạn là những người con trẻ thuộc linh và đời sống các bạn hời hợt, các bạn không kính trọng Chúa. Bởi vì nếu như các bạn kính trọng Chúa thì các bạn phải biết rằng là cái người đó là người con của Đức Chúa Trời. Người con gái kia hoặc người con trai kia là người con của Đức Chúa Trời. Người đó là cái người mà có thể bây giờ các bạn tưởng là của các bạn, nhưng mà Chúa nói là chưa, Chúa nói chưa. Cho đến khi các bạn kết hôn thì cái đó người đó mới thuộc về các bạn. Còn bây giờ họ vẫn còn là độc thân. Có thể là họ không thuộc về các bạn, họ thuộc về một người khác. Thì khi mà các bạn làm như vậy là các bạn phạm tội. Các bạn gây tổn thương cho chính con cái của Đức Chúa Trời và Chúa sẽ đoán phạt cái điều đó. Cho nên rằng là những mối quan hệ tin kính, các bạn thanh niên nam nữ tin kính của Đức Chúa Trời cần phải tôn trọng nguyên tắc ở trong cái việc hẹn hò. Các bạn càng giữ cho các bạn tốt bao nhiêu thì hôn nhân của các bạn càng hạnh phúc, cái người phối ngẫu của các bạn càng kính trọng các bạn. Đúng không ạ? Người nam, người nữ đó. Sau đó thì cái người chồng, người vợ đó sẽ kính trọng mình bao nhiêu. Các bạn càng luông tuồng, các bạn càng dễ dãi thì các bạn càng bị coi thường. Có thể là sau khi mọi chuyện đổ vỡ các bạn cũng bị người đó coi thường. Hoặc là có thể khi mà vào hôn nhân thì cái người chồng, người vợ đó coi thường bạn bởi vì bạn dễ dãi, rất dễ nghi ngờ. Nhưng mà nếu mà bạn giữ đời sống của mình thì cái người đó, người người chồng, người vợ đó sẽ rất tôn trọng bạn. À, ngày xưa em hay là anh á, rất là nghiêm túc á. Đôi khi em muốn gần anh một chút xíu hay là anh muốn gần em một chút xíu, nhưng mà anh rất kính sợ Chúa, anh bảo là chúng ta cần phải có giới hạn. Thì điều đó em rất thấy tôn trọng anh. Chúng ta thấy đó là một cái lời chứng, và kể cả sau này đó cũng là một lời chứng cho thế hệ sau, cho những người khác khi mà các bạn làm chứng về hôn nhân của các bạn. Bởi vì những người tin kính có trách nhiệm là gì? Có trách nhiệm là hôn nhân của các bạn làm vinh hiển danh của Chúa. Kinh Thánh nói rằng là ngày hôm nay vì có rất nhiều những cơ đốc nhân sống một cách luông tuồng, bậy bạ, sống không đẹp lòng của Chúa, sống trong tội lỗi, mà danh của Chúa bị nói phạm ở giữa phòng dân ngoại rất nhiều. Cho nên Kinh Thánh nói rằng vì cớ các ngươi mà danh của ta bị nói phạm ở giữa vòng dân ngoại. Và Chúa không chịu khinh rẻ. Chúa không chịu khinh rẻ. Ai gieo giống chi sẽ phải gặt giống đó.
Nếu chúng ta sống đời sống luông tuồng, làm cho danh của Chúa bị khinh rẻ ở giữa phòng dân ngoài, nếu đời sống, nếu cách sống của chúng ta, lối sống của chúng ta không làm đẹp lòng Chúa, không tin kính, thì chúng ta sẽ gặt những cái gì chúng ta gieo. Bởi vì ma quỷ á, nó là kẻ kiện cáo, và nó sẽ xỉ, nó sẽ gì á, nó sẽ khiến cho nó sẽ coi thường Đức Chúa Trời. Nó sẽ coi thường Chúa vì những cái việc làm của chúng ta. Có thể là nó sẽ không làm được, nhưng mà vì có những cái người như vậy mà danh của Chúa bị nói phạm giữa các kẻ thù nghịch của Chúa. Chúng ta thấy cái câu chuyện rõ ràng là David cũng vậy, đúng không ạ? Chúa không ngăn cản David phạm tội, nhưng khi David phạm tội thì đầy dẫy những cái hậu quả, quý vị ơi. Đầy dẫy những cái hậu quả. Thậm chí đứa con của David cũng chết. Tôi thấy điều này rất nhiều. Cho nên chúng ta hãy xin Chúa giúp đỡ cho cảm xúc của chúng ta. Amen. Nếu mà 35 tuổi vẫn độc thân thì không sao. Chúng ta gần bằng tuổi nhau. Cảm ơn bạn Nia. Hãy cầu nguyện để Chúa mang đến cái người nam của bạn. Nhưng mà bạn hãy cầu nguyện hết lòng với Chúa. Và chúng ta hãy cầu nguyện, bởi vì chúng ta biết rằng là Chúa sẽ, khi mà chúng ta kính sợ Chúa ấy, Chúa sẽ không có giữ cái điều gì tốt khỏi chúng ta đâu. Và những cái người tốt nhất, như kể cả bản thân tôi cũng thế, tôi 34 tuổi nhưng mà tôi cảm thấy rằng là tôi rất là thanh thản, không có gì mà phải vội vã cả, bởi vì tôi biết rằng là Chúa sẽ dành cho mình cái người nam tốt nhất, người người kính sợ Chúa, một cái người mà có đời sống thuộc linh kỷ luật, một cái người mà yêu kính Ngài, chứ không phải là một cái người mà nửa đời nửa đạo, hay là một cái người không tin Chúa. Cái người không tin Chúa là không bao giờ có trong danh bạ rồi, các bạn nhớ nhé. Bởi vì không mang ách chung với kẻ chẳng tin, cho nên là đừng có bao giờ bị lầm tưởng cái điều này. Chúa không bao giờ muốn chúng ta mang ách chung với những người không tin Chúa đâu. Nếu chúng ta làm như điều đó, chúng ta thấy rằng, tôi thấy rằng là vô số những cái cuộc hôn nhân mà những người không tin Chúa, thậm chí những cái người mà lấy những cái người mà giả bộ như tin Chúa, tôi thấy là chẳng có gì tốt lành trong đời sống những người đó. Tôi không thấy có điều gì mà tôi có thể học được, hay là không có điều gì mà tôi có thể ca ngợi được, không thấy có điều gì mà tốt cả trong cái những người, trong đời sống của những người như thế, trong những hôn nhân như thế cả. Có thể là họ vẫn sống, có thể là họ vẫn, hôn nhân của họ thì cũng ổn thôi, không có gì đó, nhưng mà tôi thấy rằng là không có cái gì vinh hiển danh Chúa cả, mà đời sống của những người đó càng ngày là càng đi xuống, càng ngày càng đi xuống thuộc linh, càng ngày càng đi xuống. Và có những người có những cái sự kêu gọi về chức vụ của họ thì họ cũng mất luôn cái sự kêu gọi đó, và không có được tôn trọng nữa, không có còn những cái gì đó. Rất là khó khăn sống với lại, bởi vì hai người không, không một thánh linh một xác thịt thì không đi chung với nhau được. Cho nên rằng là các bạn ơi, nếu như các bạn là một cái, những cái người mà yêu kính Ngài, thì các bạn hãy giữ đời sống của chúng ta, đừng có vội vã trao cảm xúc. Hãy tìm hiểu xem cái người đó là có cái người thuộc linh như thế nào, có đời sống có yêu mến Chúa hay không, có luông tuồng hay không, hay là cái người chân thật hay không, hay là dối trá, hay là cái đời sống mà giả bộ thôi. Làm bạn, kết bạn đi đã, đừng có trao cảm xúc vội, phải xem người đó như thế nào, phải tìm hiểu kỹ. Chúng ta là những người được kêu gọi, chúng ta không phải là chúng ta ai chúng ta cũng thích đâu các bạn ơi. Chúng ta cần phải tìm hiểu về người đó rõ ràng, làm bạn thời gian là dài để biết được cái người đó như nào, trong khi đó vừa làm bạn vừa cầu nguyện. Nếu Chúa nói không, no con, thì hãy dứt ra. Nếu mà trong tâm linh, kể cả các bạn đang có mối quan hệ rồi, mà các bạn thấy Chúa nói là không phải đâu con, sâu sắc trong tâm linh của chúng ta là Chúa thấy, cho thấy không có bình an, chúng ta rút khỏi mối quan hệ đó, xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Chúng ta đừng có để cho đời sống của chúng ta bị hủy hoại. Xác thịt chỉ sinh ra sự chết thôi, và sinh ra sự hư nát thôi các bạn ơi. Cho nên rằng thời kỳ cuối cùng này, các bạn, Chúa kêu gọi những người nam, người nữ tin kính của Đức Chúa Trời, là những cái người mà sẽ tham gia trong quân đội của Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Chúa lựa chọn các bạn nữ để trở thành những người phối ngẫu, là những người giúp đỡ cho những người nam tin kính của Đức Chúa Trời. Và Chúa lựa chọn những cái người nam tin kính của Đức Chúa Trời cho những cái người nữ, cho những cái người nam tin kính của Đức Chúa Trời, để cho các bạn có một cái hôn nhân mạnh mẽ, để những người nữ đó giúp đỡ cho các bạn mạnh mẽ trong sự cầu thay, trong cái sự nâng đỡ các bạn, trong sự yêu mến Chúa, để các bạn thành công ở trong chức vụ. Vậy thì các bạn đừng thỏa hiệp với những cái thứ gì kém cỏi, những thứ gì kém phẩm chất, kém chất lượng. Chúng ta hãy khước từ tất cả những điều đó đi.
Hãy khước từ đi. Thực ra cái chủ đề này nó còn dài lắm. Tôi sẽ chia sẻ tiếp ở trong những cái buổi lần sau. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến đây thôi. Nhưng mà hãy nhớ tôi nhắc lại cái câu chuyện của mục sư Kalin Mulma, một người lãnh tướng của Đức Chúa Trời. Đây là một lãnh tướng của Đức Chúa Trời, làm 2 triệu phép lạ. Nhưng mà bà đã không vâng lời Chúa trong cảm xúc, có nghĩa là phần hồn của bà không vâng lời Chúa. Chúng ta hãy đảm bảo chắc chắn rằng là thân, hồn, linh của chúng ta đều vâng phục Chúa hết các bạn ạ. Đừng làm theo ý riêng. Bởi vì Kathleen Kuhlman đã trả giá bằng những ngày tháng đau đớn. Và đến nỗi mà bà nói rằng là trên cái bước đường bà đi ăn Los Angeles trong đêm đó, bà nói là bà đã chết hoàn toàn. Kathleen Kuhlman đã chết hoàn toàn. Và trong những cái năm sau này là những sự tan vỡ, những sự đau khổ, rất đau đớn. Nhưng mà cuối cùng Chúa cũng đã chăm sóc bà, Chúa cũng đã khôi phục bà, nhưng mà rất đau đớn. Mất, bà nói là bà mất tất cả mọi thứ. Mất tất cả mọi thứ. Các bạn ơi, chúng ta đừng chiều theo cảm xúc, đừng chiều theo xác thịt để mất tất cả mọi thứ. Đừng lo gì cả. Nếu chúng ta độc thân hầu việc Chúa thì hallelujah, cảm ơn Chúa, nhiều thời gian hơn hầu việc Chúa. Bởi vì chúng ta sống cho cõi đời đời, đừng để những cái gì mà tạm bợ ở trên đất này, những cái cảm xúc, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta yêu thích á, nó hủy hoại cái phần thưởng đời đời. Bởi vì đời đời mới là, đời đời mới là giá trị. Ở với Chúa Giêsu, ở gần Chúa Giêsu đời đời mới giá trị. Còn khi mà chúng ta chiều theo xác thịt, ma quỷ nó dùng những con người không tin kính, những người nam, người nữ không tin kính kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Chúng ta thấy cả cuộc đời chúng ta, cõi đời đời chúng ta bị, chúng ta mất sự kêu gọi ở trên đất này và chúng ta không được ở gần với Chúa trong cõi đời đời. Chúng ta sẽ sống một cái cuộc sống nhàm chán, bình thường, một cái cuộc sống mà không có gì thú vị, một cái cuộc sống mà Chúa không đi đồng đi. Chúa không đồng ý, nếu mà Chúa đã không đồng ý rồi thì Chúa không đồng đi trong mối quan hệ đó. Thì nó sống hay chết, hoặc là đôi khi nó đổ vỡ, Chúa cũng không có chịu trách nhiệm bởi vì Chúa không đồng đi. Cho nên rằng là có những cái mối quan hệ đổ vỡ bởi vì Chúa không đồng đi với cái mối quan hệ đó. Chúa đã không đồng ý từ đầu luôn rồi. Cho nên rằng là chúng ta hãy nhớ rằng là Chúa chỉ có chịu trách nhiệm những cái gì mà Chúa phối hiệp thôi các bạn ạ. Những cái gì mà Đức Chúa Trời phối hiệp, những cái gì mà Chúa đã làm, những cái gì mà Chúa hình thành ý muốn của Ngài. Còn Ngài không chịu trách nhiệm những cái việc khác các bạn ơi. Cho nên là chúng ta hãy đảm bảo rằng chúng ta đừng chiều theo phần hồn, đừng chiều theo cảm xúc. Hãy quản lý cảm xúc. Cho đến khi chúng ta cưới rồi, thì bắt đầu chúng ta kết hôn rồi, chúng ta bắt đầu mới là chúng ta mới để cho cái cảm xúc của chúng ta hoàn toàn cởi mở, mở rộng ra với cái người người của Đức Chúa Trời, người người mà chồng của chúng ta hoặc người vợ của chúng ta. Chứ đừng để chúng ta bị cảm xúc nó ràng buộc chúng ta. Nếu các bạn có thì các bạn phải cắt đứt trong danh Chúa Giêsu, cắt đứt những cái sợi liên kết, dây liên kết về hồn không tin kính các bạn ơi. Và tôi xin hết ở đây, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, bữa sau tôi sẽ chia sẻ thêm về chủ đề này. Nếu các bạn nào mà chưa có nghe từ đầu thì có thể là hãy nghe từ đầu nhé, bởi vì cái câu chuyện của bà mục sư Catherine Kuhlman rất là tuyệt vời, chúng ta học được cái bài học. Hallelujah, cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ này con chia sẻ cho những thanh niên nam nữ tin kính Chúa là những người độc thân. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, cha ơi, Ngài giữ gìn cảm xúc của chúng con. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng là chống lại tất cả một kế hoạch của ma quỷ. Nó sử dụng những kẻ thù nghịch để chống trả linh hồn của chúng con, để lôi chúng con ra khỏi sự dụng những yếu đuối, để nó thấy những yếu đuối của chúng con về cảm xúc, để nó lôi chúng con ra khỏi chương trình của Đức Chúa Trời. Trong danh của Chúa con hủy phá điều đó trên những người nam, người nữ tin kính, thanh niên nam nữ tin kính của Chúa ở Việt Nam này. Cha ơi, con công bố rằng là sự, trong danh của Chúa Giêsu Christ, phước lành của Chúa đến trên chúng con, những người nam, người nữ tin kính của Chúa sẽ gặp những người nam, người nữ tin kính của Chúa và kết hôn với nhau. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, tất cả những cái mưu kế của ma quỷ để chống lại hôn nhân tin kính của chúng con, để nhằm làm vinh hiển danh của Chúa, nó phải bị bẻ gãy trong danh của Chúa Giêsu Christ. Cha yêu dấu, Ngài gìn giữ cảm xúc của chúng con, để cho chúng con có sự khôn ngoan để nhìn biết những cái người đó có phải là người tin kính thật hay không, hay là chỉ là giả tạo, có đời sống yêu mến Chúa thật hay không, để gìn giữ hôn nhân của chúng con, khiến cho hôn nhân của chúng con làm vinh hiển danh của Chúa trên đất này. Và Chúa ơi, và cho chúng con, để chúng con có những người nam, người nữ, những người chồng, người vợ tin kính Chúa, để đồng bước đi phục vụ Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh của Chúa ở trên đất này, làm cho danh của Chúa được cả sáng và được lời chứng tốt để cho những thanh niên nam nữ khác nói theo. Cảm ơn Ngài. Con dâng tất cả mọi anh em con trong sự bao phủ trong huyết của Chúa. Con công bố rằng là Chúa đưa những người nam, người nữ tin kính của Chúa đến gặp những người nam, người nữ tin kính của Chúa mà Chúa lựa chọn. Con cảm ơn Ngài. Cha yêu dấu ơi, con
chúc phước anh em con và chính bản thân con nữa, cho anh em chúng con được bao phủ trong dòng huyết của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Chúng tôi sẽ có thể chia sẻ về cái chủ đề tình yêu hôn nhân trong cái những đợt sau và nhiều hơn cho những người nam, người nữ độc thân, bởi vì bản thân tôi độc thân cho nên tôi cứ mang cái việc này. Cho nên là xin Chúa ban phước cho các bạn nhé. Lần sau tôi sẽ chia sẻ thêm nhé. Nếu có cái gì để các bạn muốn báo góp ý thêm hoặc là các bạn muốn nói thêm và chia sẻ thêm thì có thể bình luận nhé. Cảm ơn Chúa. Trong thời gian sắp tới thì tôi cũng muốn là sẽ có cái group để trao đổi thanh niên trong Chúa, trao đổi với nhau, có thể giao lưu với nhau về lời Chúa và kết bạn với nhau để tạo cái môi trường cho các bạn quen biết nhau trong Chúa tin kính. Xin Chúa ban phước cho các bạn nhé.